Một con số khá cao, chị có muốn quay tiếp không ạ? Tôi đảm bảo an toàn ở đây. Vâng, cảm ơn chị. Và chị sẽ đứng cạnh người mẫu của chương trình để chờ đợi phần quay của bạn Đạt. Bạn Đạt thân mến, chúng ta sẽ phải quay hơn 85 điểm, khá khó khăn. Nhưng không phải là không làm được, chúc bạn may mắn. Bạn Đạt sẽ có 2 lần quay và đây là lần đầu tiên. Chương trình sắp dừng lại. 120. Tiếc quá. Chúng ta có một lượt quay tuyệt vời. Bạn đã có 100 điểm. Được 1 triệu gì? Bạn sẽ có 1 triệu đồng của chương trình kèm theo. Đó là một chiến thắng dành cho bạn. Bạn sẽ có mặt ở phần chơi dành cho người thắng cuộc. Đây là may mắn đã được chơi với chúng ta. Ôi, trời ơi, gặp lại bạn ở phần chơi. Thế nhưng 1 triệu. Chúng ta quay được một con số khá cao là 85 điểm. Nhưng